We show up in the party. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái màn hình con VMAX Lite 4 nha bạn, dòng này mới ra của VMAX nè bạn. Cắt xài gót bãi cắn bởi màn hình nè bạn. Màn hình bãi dưới này cắn sọc bãi sọc màn hình luôn rồi nha. Còn này là màn hình mới của mình, màn hình này màn hình zin nha bạn, màn hình zin. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tháo màn hình ra nha bạn. VMAX Lite 4 mới ra. Con này giờ trước tiên mình sẽ lấy cái chấu sim ngay trước. Con này mình sẽ tháo, không có tháo nắp lưng nha bạn, mình tháo nguyên cái sườn luôn nha. Nó có cái cuộn dây nhân tay nha bạn. Nhớ bạn mình đừng gỡ mạnh quá đứt cũng vậy đó, gỡ nhẹ nhẹ lên rồi mình nạy cái vô tình mình làm góp bãi mặt kính bãi màn hình nhiều bên mình có hàng sẵn thứ hai nha bạn. Trước tiên mình sẽ cách ly cái chỗ pin ngay trước nha bạn. Sẽ tiến hành mình gỡ cái men nè. Giờ sẽ gỡ cái cục pin lên nha bạn. Này nè, không cáp màn hình nè, giờ không cáp màn hình. Giờ mình sẽ gỡ cái màn hình lên nha bạn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh xong rồi, mình sẽ gắn cái màn hình vô, mình test cái màn hình cho bạn xem nha. Mình sẽ test cái màn hình cho mọi người xem.
chọn cho pin này đó, thiết kế rất là nhiều tụ, nhiều điện chở chỗ này, thiết kế giống như là hình này kỳ kỳ này, bay tụ hết. Vệ sinh màn hình lại lần nữa nha bạn, để xem nó có bị ấy không, mình xem chỗ này nó có bị dướng gì không nha bạn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành dán keo vô nha bạn. Này mình dán keo là keo tay mấy ngàn, keo này là keo đen nha bạn, keo này dính cũng khá là cứng á. Bạn muốn biết thông tin thì bạn xem dưới phần mô tả, mình có để cái đường link của keo này nè, tay 7000 nha bạn. Này mình các bạn mua về, các bạn làm ở nhà, các bạn mua hũ nhỏ này các bạn xài được rồi. Này mình dán được mấy cái điện thoại luôn á. Sẽ kéo keo xung quanh nha bạn, và nhớ kéo keo cho đi nhớ đều nha. Và nhớ kéo bạn ra nhà bạn tự làm, mà nhớ kéo cái đường keo cho nó dày chút nha bạn. Giờ mình sẽ gắn cái màn hình vô. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Trong quá trình mà bạn sử dụng mà mình vô tình làm rớt bể kính một bể màn hình, mình có thay đủ hết nha bạn. Các bạn gọi liên hệ trực tiếp với mình sẽ báo giá các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip, hẹn bạn ở clip sau nha.